Wow, làm gì mà sẽ Dạ. Tại sao nhà kính phải có máy lạnh này kia nọ đồ luôn. Làm ăn ở bển á thì phải đi đi về về. Dạ chắc chắn 100% luôn. tại vì giờ nói thì nó dễ vậy chứ mà thấy đụng thực tế nó không có giống. Không, tại vì hồi xưa mà cũng đi đi về về Việt Nam đồ á, thường xuyên là bác không bao giờ bái hết á. Em hỏi anh này cũng hơi hơi tò mò một xíu, cái vườn rau của anh á là mỗi anh bán mỗi ngày là mỗi ngày thu hoạch khoảng bao nhiêu? Mỗi ngày thu hoạch gì đó là cũng khoảng được 6-7 ngàn. Khủng khiếp vậy đó hả? Dạ, Rồi trả tiền thành nhân tại công. tại vườn rau lớn mà. Rồi. Hello, welcome các bạn đã quay trở lại với kênh Uyên Quỳnh Cuộc Sống Mỹ hôm nay. Thì vài tháng trước Uyên Quỳnh có giới thiệu tới quý vị khán giả đó một loại khẩu trang được sản xuất tại Mỹ, đó là do anh Cao Minh Tâm làm chủ. Thì chẳng may trong khâu kỹ thuật bị ghi sai số điện thoại, cho nên có rất là nhiều quý vị khán giả muốn mua khẩu trang nhưng mà liên lạc với anh ấy không được. Thì hôm nay Quân Quỳnh sẽ làm lại video này và ghi chính xác số phone của anh ấy ở dưới màn hình. Nếu mà quý vị nào muốn mua thì vui lòng liên lạc với website và số điện thoại ở dưới màn hình này. Và Quân Quỳnh xin nhắc lại một chút xíu về ba loại khẩu trang được sản xuất tại Mỹ này. Đó là gồm ba loại khác nhau. Và loại thứ nhất đó là màu lu 3 lớp và một hộp là 50 cái. Và loại thứ hai đó là màu đen và một hộp cũng 50 chiếc. Và có sự thay đổi một chút đó là màu xanh 3 lớp, màu xanh 3 lớp và màu đen 3 lớp thì có giá cùng với nhau đó là 6 đồng cho hai loại khẩu trang này. Còn loại thứ ba đó là loại đặc biệt đó các bạn, 4 lớp và một hộp cũng là 50 cái nhưng mà loại này thì là 7 đồng cho một hộp. Khẩu trang này Quân Quỳnh nghĩ là hiện tại bây giờ vẫn rất là cần thiết cho nhà nhà và nhất là những anh chị em làm nail á, thì rất là cần thiết. Đây là Uyên Quỳnh có thể đeo chiếc khẩu trang này loại 4 lớp đó các bạn thì rất là thoải mái ha. Đây là loại khẩu trang được sản xuất tại Mỹ. Các bạn ở Mỹ á, thì sẽ được free shipping khi các bạn mua 20 hộp. Trừ hai tiểu bang đó là Alaska và Hawaii thì không được free shipping. Loại khẩu trang này rất cần thiết cho nhà nhà hiện nay. Và đã quay trở lại với chương trình Kết Nối Yêu Thương hôm nay. Chúng ta sẽ nghe chia sẻ tâm sự của một anh triệu phú gốc Việt. Anh là một người chủ làm farm ở Mỹ. Anh chuyên trồng những loại rau sống và rau củ quả để bỏ cho những chợ Việt Nam. Đây là một công việc kiếm ra cũng khá là nhiều tiền, tại vì anh sở hữu 40 acre đất ở Mỹ này. Với việc sở hữu đất nhiều như thế thì số lượng rau mỗi ngày anh bán ra cũng thật là khủng. Và anh ấy còn kinh doanh bên mảng bất động sản và luôn cả quán cà phê sân vườn ở Việt Nam nữa. Nhưng mà trong video lần này có một điều rất là lạ mà Uyên Quỳnh cảm thấy cũng rất là hot, đó là cô vợ lại đi tìm vợ cho ông xã của mình. Vậy thì lý do gì sao? Nào mời cả nhà, chúng ta sẽ nghe chia sẻ tâm sự của anh ấy nhé. Rồi, em chào anh nha. Dạ em chào chị. Em rất vui chào đón anh đến với chương trình Kết Nối Yêu Thương hôm nay ha. Dạ. Anh có thể cho em biết anh tên gì và anh chào cộng đồng ha. Dạ em tên là Lê Phi Dũng. Em chào chị và các cộng đồng mạng. Anh có thể giới thiệu về mình. Dạ Dũng thì cái lý do này là cái bà xã đó, bà xã của em á thì bà kiếm giùm. Bà xã kiếm 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 người giùm anh hả? Dạ Vui à. tại vì bà kêu em là cũng 3-4 năm nay rồi nhưng mà không không có kiếm, mà cà là bà câu được cái clip mà của cô mà ở bên tiểu bang Arizona đó, thì đồng cảnh ngộ với bà xã, thì bà thấy bà thương và bà kịp kết nối. Cô đó video số mấy? Và cũng không nhớ nữa. Thôi được rồi, để ngồi anh nhắn qua sao.
Nhưng mà em hỏi anh là anh với bà xã như thế nào mà bà xã đi kiếm vợ cho chồng? Dạ, bà xã thì hai người cũng cũng vẫn ở, Hả? nhưng mà bà có hơi có căn tu đó. Hai người vẫn ở chung với nhau. Rồi bà xã kêu anh đi kiếm chợ, kiếm vợ. Rồi trên giấy tờ làm sao? Trên giấy tờ thì không có hôn thú gì hết, nhưng mà ở có bốn đứa con. Thiệt không đó? Con anh nhiêu tuổi rồi? Đứa lớn 30 mấy tuổi rồi, nó đang đi lính hải quân Mỹ. Còn đứa kế. Còn đứa kế thì sau này sanh muộn á, sanh sao á, còn nhỏ đứa út nhất là 7 tuổi. Út nhất là 7 tuổi. Rồi anh hiện đang làm công việc gì? Về làm farm trồng rẫy. Trồng rẫy hả? Anh trồng loại cây ăn trái hay loại rau quả? Rau rau củ quả Vậy đó hả? có tới 40 hectare. Rau củ quả là rau rau gì với lại rau củ gì anh? Củ dền với trồng su su với đại khái rau thơm này kia nọ đồ á, bạc hà đồ bỏ mối chợ đó. Chồng bán cho người Việt á hả? Dạ Có trồng dâu tây không? Dưa hấu đâu không? dạ dạ không Rồi anh ở tiểu bang nào ha? dạ ở tiểu bang Oklahoma. Oklahoma hả? Hồi xưa thì ở bên Cali, mới dọn về bên đây bắt đầu mua đất để làm á, là mới dọn về bên đây được 2 năm. Mới qua 2 năm, mới qua đó 2 năm thôi. Ngày trước Dạ ở vâng, Cali là anh làm công việc gì? làm về sàn gỗ nhà. Anh là construction đó hả? Dạ. Anh rồi anh nói thiệt hay nói chơi, rồi anh có nhân viên làm cho anh không? Dạ có. Anh có bao nhiêu nhân viên làm cho mình? Dạ 10 người. Wow, người Việt hay người Mỹ hay người Mỹ? Dạ người Việt. Người Việt hết đó hả? Dạ. Wow, kiếm được người Việt làm thấy cũng hay à. 40 acre hả? Dạ 40 hectare. Wow, rộng dữ vậy đó. Rồi mình làm bằng máy móc phải không? Chứ đâu có làm Dạ tay là hả? bằng máy máy móc. Rau sống là mỗi mỗi tuần anh cắt ha, mỗi cắt mỗi ngày. Cắt mỗi ngày. Sao rộng như vậy, cắt hết qua khoảng này tới khoảng kia đó phải không? Chứ nó đôi nó Dạ đúng thì rồi. là bao lâu mình quay lại mình cắt nó nữa? Tuần sau. Vậy hả? Bán được mỗi ngày luôn sướng ha. Dạ Bây giờ quay lại bà xã anh chút đi. Bà xã anh đặc biệt lần đầu tiên em mới nghe em mới thấy luôn á, là bà xã anh tu hay là sao anh nói? bảo có căn tu Vẫn ở chung nhà. cũng vẫn ở chung nhà. Rồi bà xã anh nói là anh đi lấy vợ đi hả? Bà xã kêu, bà kêu cũng mấy mấy năm nay rồi. Hai người không có gần nhau hả anh? Dạ ít khi lắm, tại bà có căn thu á thì mình phải chiều bà thôi, không có sao, nó nói vậy thôi. Thẳng thẳng lên giùm em chút nha, nó hơi thấp dưới rồi. Rồi anh là bà xã anh đó là kêu anh đi lấy vợ. Rồi Dạ lý vâng, do gì sao tới nay anh mới 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 đăng ký? tại vì bà coi cái clip của chị, mà cái cô mà ở bên Arizona mà có 3 đứa con, một đứa lớn bị tự kỷ đó, 24 tuổi đó, thì bà coi cái clip đó thì đồng cảnh ngộ, giống như trang như bà hồi xưa gì đó, thì bà thương rồi, bà kêu anh kết nối. Là bà xã anh đã có con trước hả? Không, con của cái cô bên tiểu bang Arizona đó. Không mà ấy, nãy anh nói là bà xã anh nói là giống giống bà là giống sao? Giống cảnh ngộ mà không có mẹ đồ này kia nọ đồ đó, thì sống rồi nhỏ tới lớn cũng bị ăn hiếp này kia nọ đồ á, thì bà nằm trong hoàn cảnh đó, bà biết thử, bà thương.
Bà thương rồi, nhưng mà anh có coi video của cô đó Dạ có, bà cứ xem qua cho em coi. không? Rồi anh cảm giác làm sao? Cảm giác thì cũng thấy cũng nói chuyện mà thật lòng này kia nọ đồ á, thì đây cũng có cảm tình với cậu. Anh có nghĩ là bà xã anh nói thật không hay là bà xã anh chỉ thử lòng anh thôi? Không, bà xã nói thật, bà kêu mà liên lạc với chị đồ á, không nếu mà không liên lạc được á bà giận. Phải giận hả? À, trời ơi. Dạ Rồi, thí dụ như anh có vợ về thì anh sẽ xử trí như thế nào? xử trí thì hai bên nào mình cũng đồng đều hết, không có gì mà người cũ người mới cả. Thiệt luôn hả anh? Nhưng Dạ mà vâng. anh có nghĩ là cái cô mới bây giờ cô có chịu không? Sao? Hy Dạ thì hy vọng vậy thôi. thôi. Lạ lòng Dạ. thiệt. Bà xã anh. Rồi bà xã anh là tu tại gia hay là muốn đi vô chùa tu? Dạ tại gia. Rồi niệm Phật, ăn chay niệm Phật gì đó hả? Dạ thì bà cũng ít khi ăn chay lắm, bà cũng ăn bình thường nhưng mà bà tu trung tâm, tu tâm nhiều. Rồi có đồng tụng kinh gì không? Dạ không. Thiệt hả? Dạ. Anh với bà xã anh sống bao lâu rồi? Dạ cũng mười mấy năm rồi. Mười mấy năm Dạ. đó là hai người quen nhau rồi cưới hay là người ta làm ai? Không quen nhau rồi bắt đầu hợp tính tình rồi về ở chung luôn tới bây giờ. Là lúc đó hai người là chưa ai có vợ chồng hết. Dạ lúc trước thì bà có đời chồng, có một đứa con, ở dưới đây sau này được ba đứa. Anh có làm gì cho bà xã anh giận không? Dạ không, ở chung nhau là mười mấy năm nay rồi không có bao giờ mà tiếng gây lộn hết. Vậy đó. Dạ. Không giận nhau bao giờ vậy thì tại sao bà xã kêu anh đi lấy vợ? Dạ tại vì á thế nào nữa ngay bả cũng đi Việt Nam cũng thường xuyên đó, đầu tư làm này kia nọ đồ đó, thì một tháng hai tháng bả đi một lần, vài tháng bả đi một lần gì đó. Rồi bà xã anh đầu tư làm gì ở Việt Nam? Buôn bất động sản. Ồ vậy đó hả? Dạ. Ai gõ cửa vậy? Dạ nhỏ gái. Dạ. Dạ. Wow, trường hợp này em cũng mới thấy nha. Rồi xong rồi. Rồi bà xã có phụ anh làm công việc rẫy không? Rẫy trồng rẫy không? Trồng farm không? Dạ không có cho bà làm thì bà ở nhà coi mấy đứa nhỏ gì thôi. Có người làm rồi, có nhân viên rồi Dạ phải không? có người làm rồi. Nhưng mà bà xã anh kêu anh đi lấy vợ hồi từ khi nào tới giờ? Dạ kêu khoảng chừng 4 năm nay rồi. Vậy đó. Dạ. Rồi đây là lần đầu tiên cô ấy giới thiệu người cho anh hay là trước đây đã có giới thiệu rồi? Lúc trước á có giới thiệu nhưng mà em không có chịu. Cô đó ở đâu? Cô ở bên Việt Nam. Anh không chịu. Không chịu là chứng thời kiếm bên đây chứ về Việt Nam không có kiếm. Rồi anh có nói với bà xã anh, khi bà xã anh nói anh đi lấy vợ khác á, thì anh có hỏi lý do không? Có tại lý do thì bả nói là bả có căn tu với thứ hai bả đi đi về về hoài à chứ không có ở nhà thường. Vậy đó. Dạ Một năm là về Việt Nam 2-3 tháng về 1 lần vậy đó hả? dạ dạ đúng rồi. Trong mùa dịch này có về không? Dạ có giờ bả đang ở bên Việt Nam á. Giờ đang ở Việt Nam hả? Dạ thì bả coi cái clip của chị đó rồi xong bả send qua bả kêu câu đi rồi bắt đầu gọi liên lạc. Đi bao lâu rồi? Đi chỉ đi về Việt Nam bao lâu rồi? Đi cũng được 2 tháng rồi. Đây em lo. Anh lo hết đấy hả?
Lo hết cho ba đứa luôn hả? Đứa thứ hai là bao nhiêu tuổi? Đứa kế, Ba đứa mấy lớn hả? tuổi? Kế, đứa lớn hả? Kế đứa lớn 12 tuổi. Tiếp nữa. Tiếp nữa là 7 tuổi. Nó tiếp nữa là 9 tuổi. Con rồi, còn cái nhỏ út quá đó là chừng. 7 tuổi. Wow, con còn nhỏ quá chừng mà. Để anh Dạ lo dạ nha. Rồi anh có nói là anh sao anh để cho vợ đi mà anh không nói là anh không muốn vợ đi. dạ tại vì lo làm cuộc sống, lo tương lai cho mấy đứa nhỏ sau này mà. Lo tương lai giờ mà trời tới nói là giờ quay lấy thêm kiếm thêm bà nữa về lo luôn đó hả? Khiếp vậy. Nhưng mà nói như vậy rồi anh còn tình cảm với cô vợ của anh không? Dạ cũng vẫn còn. Cũng còn thương vợ hả? Dạ vẫn còn. Rồi anh nghĩ anh cưới vợ một cô nữa về rồi như thế nào? Thì cũng thương đồng đều, không không phân biệt lớn nhỏ, coi như chị em trong nhà vậy thôi. Rồi em hỏi là anh có nghĩ là cô sắp tới là anh đi kiếm này là cô ấy sẽ chấp nhận không? Dạ hy vọng. Hy vọng vậy thôi hả? Dạ yeah. Oh my god. Anh tính là khi nào cưới cô về là một người là 24/7, người là 357 đó hả? Mà anh nghĩ là ông bà là anh với cô kia đâu có hôn thú đâu hả? Dạ không có hứng thú. Vậy đó. Còn bà ấy nói mà nếu cô sau này á chịu làm đám cưới giấy hôn thú bà cũng chẳng làm đứng ra làm đàng hoàng luôn. Vậy luôn á. Dạ yeah. Em hỏi anh câu này hơi 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 riêng tư một chút nha. Trong việc vợ chồng á, thì anh có có đủ khỏe để trong việc vợ chồng không? Dạ có đầy đủ. Đầy đủ hả? Nhưng mà sao kỳ vậy nào? Trường hợp của anh là trường hợp khá đặc biệt luôn á, quá đặc biệt luôn á. Anh rồi anh năm nay bao nhiêu tuổi? 58 tuổi, sinh năm 63, tuổi Tuổi Thìn. Anh có hút thuốc uống rượu không? Rượu bia hồi xưa giờ là không có uống rượu. Đây là cái mobile home. Vậy thấy 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 mờ mờ nhưng mà cũng không sao được. không? Dạ, Cảm ơn. thấy chưa? Rồi, từ từ thôi nha. Rồi, quay đi. Đây là cái Vinahouse. Vinahouse Vinahouse. hả? Cái Vinahouse để mình trồng để đừng có cho sâu bọ đồ vô quá chị. Cái nhà nhà kính nó giống như nhà kính đâu phải không? Dài nhà kính ở miếng đất dài qua tới cái nhà bên kia luôn. Rồi còn đây cái này nữa. Ở chỗ anh đó người Việt đông không? Dạ chỗ em ở cách xa người Việt tới 1 tiếng rưỡi 2 tiếng lái xe lần chị. Vậy đó. Dạ Ở đó cũng buồn dữ ha. dạ buồn để đây dưới đây cái để quê quê hao để mỗi lần mà thu hoạch đó đem vô trong đây để. Cái là phải rộng lắm. Dạ Rồi xe anh đưa đi hay là người ta tới người ta lấy? dạ người ta tới lấy tại giờ này nó mới vừa hết lạnh đó là mới bắt đầu sát làm. Là Dạ đây là khi nào mình mới có thu hoạch đầu tiên? Tháng mấy? dạ khoảng chừng tháng 4. Tháng 4. Đây là trong cái warehouse. Rồi bên đây cái nữa là đang build lên thêm 10 cái nhà kính nữa. Làm gì mà sẽ. Dạ Ok.
Tại sao nhà kính phải có máy lạnh này kia nọ đồ luôn. Anh nhưng mà mình làm vậy nhưng mà mùa đông vẫn không có làm được phải không? Chừng mùa đông lạnh quá đâu có làm được. Tới mùa hè Dạ dạ đúng rồi. Thì là anh làm công việc này là chỉ được mấy tháng thôi. Dạ được mấy tháng. Dạ. Là mùa đông là chết hết á, rồi tới mùa hè là phải trồng lại. Dạ dạ đúng rồi. Là khoảng tháng mấy là anh hết ra không? Dạ cũng khoảng lối tháng 12. Tháng 12 là anh hết ra. Dạ. Cũng rất rộng lắm, còn tuốt trên kia nữa. Dạ, rộng quá chứ đi, đi là mỗi chân luôn á. Dạ, 40 hecta là rộng lắm. Dạ. Hồi xưa anh mua rẻ, bây giờ anh mua mắc ha. Dạ đúng rồi. Đó là bán nhà bên bên Cali đó. Dạ. Thì qua đây mua đất rồi đầu tư vô đây. Dạ. Anh thích công việc này hơn là công việc ở làm công chức sành ở Cali hả? Dạ đúng rồi, tại nghề này còn còn kiếm ăn được. Dạ. Còn ở trên này hai cái nhà kính đó nè, thấy không? Wow, quá trời rộng luôn rồi. Nó dưới đó là cỏ không đó hả? Chưa có trồng gì hả? Dạ dạ, giờ đang kêu người ta ban đất lại. Ờ. Sẽ đất lên. Để già thuốc với kia luôn á. Dạ. Rồi giờ xới đất lên ở phía ngoài là anh trồng gì? Thì cũng trồng rau cải luôn. Rau cải ngoài luôn, còn ở trong nhà kính là trồng gì? Cũng rau cải luôn. Nhưng mà trong nhà kính thì mình trồng rau muống. Ồ. Còn ngoài là trồng trồng rau thơm đó. Dạ đúng rồi. Rau thơm với bầu bí này kia nọ đồ rồi đang thấy. Ồ. Dạ. Rồi hút thuốc uống rượu có à? Không uống rượu không có. Rồi hút thuốc nhiều hay ít? À, hai ngày mới hết một gói. Hai ngày mới hết một gói hả? Mà hai ngày yeah. Hết rồi. Rồi khi anh mà với vợ anh như quyết định như thế này, các con của anh sao? Các con của anh có biết không? Dạ biết. Thì mấy đứa nó ok. Vậy luôn á hả? Dạ có nói cho mấy đứa nó nghe. Dạ yeah. Ông chủ đất này tình trạng hot quá. Những lúc rảnh rỗi là anh thích làm công việc gì? Dạ thì cũng thích làm nghề này nha. Dạ. Những lúc rảnh rỗi là chăm sóc vườn thôi, đâu có thời gian rảnh rỗi phải không? Dạ đúng rồi. Thì sáng sớm khoảng chừng 6 giờ cho mấy đứa nhỏ đi đón xe bus đi học á. Rồi bắt đầu chạy xuống làm phụ với mấy người thợ ở đây nè. Dạ. Nhà rồi anh... xong canh khoảng chừng 3 giờ chạy về đón mấy đứa nhỏ. Dạ. Nhà anh là cách xa chỗ này chứ không phải là chung ở chung luôn hả? Dạ không, cách xa. Từ đó chạy lên nhà anh bao xa? Dạ 1 tiếng rưỡi. Xa dữ vậy? Dạ tại có trường học tụi nhỏ đó, trường học tốt á, thì cho tụi nhỏ học ở đó, phải chịu khó. Anh ở trên phố hả? Dạ. Rồi chiều cao của anh là bao nhiêu? Dạ 5 feet 5. Dạ. Dạ, hồi đó giờ anh từ bé anh lớn lên là anh gặp bà xã anh thôi hay anh có trước đây anh có quen ai có người khác không? Gặp bà xã thôi. Vậy đó hả? Anh đối với trong gia đình anh có phải người đàn ông yêu chiều lãng mạn với vợ không, vợ con không? Dạ có, lúc nào cũng chiều hết. Cứ làm ví dụ cực nhọc cỡ nào, mệt mỏi cỡ nào, cuối tuần thì cũng chở vợ con đồ đi đi ăn đi uống mỗi tuần. Trước đây bà xã anh làm công việc gì? Dạ bà cũng phụ đi theo làm pha màu sơn đồ á, để sơn nhà. Dạ. Sơn sàn gỗ đồ á. Anh nghĩ là bà xã anh có còn thương anh không? Dạ còn. Còn nhưng mà
Kỳ cục vậy. Đó giờ em không nghĩ là nếu mà bà xã thương anh, thương hoặc là một cô vợ mà thương chồng là kêu chồng đi lấy vợ khác, em không có nghĩ vấn đề đó. Vấn đề này hả? Có khi nào bà xã anh nói là bà xã anh sẽ đi vô chùa tu không? Không hả? Rồi có khi nào nói là sẽ về Việt Nam ở luôn không? Vậy đó. Thì ở Việt Nam đi đi về về vậy thôi, Ừ. tại làm ăn ở bển á thì phải đi đi về về. Rồi á, thí dụ như mà cô này, cô mà anh coi video mà cổ không chấp nhận hoàn cảnh như vậy á, thì anh có muốn làm quen với người khác không? Dạ thì cái đó để câu lợi. Anh chị em của anh đó là ở bên Mỹ hả, ở Việt Nam Dạ, ở bên Mỹ, ở bên Cali á. vậy đó hả? Dạ. Anh còn ai ở Việt Nam không? Còn người chị coi giùm cái quán cà phê giùm. Anh còn quán cà phê ở Việt Nam hả? Dạ. Quán cà phê sân vườn hay là sao? Cà phê sân vườn. Mà anh qua Mỹ cách nay bao lâu rồi? Dạ, qua Mỹ là năm 80. 80 mà anh về Việt Nam mở cà phê, quán cà phê sân vườn đó hả? Rồi có mua nhà cửa bên đó luôn. Vậy nên bà xã anh về cứ về chăm sóc nhà cửa với lại buôn bán nhà đất bên đó. Quê anh ở đâu? Ở Kiên Giang Gạch Giá chị. Kiên Giang Gạch Giá. Rồi anh có về quê thường không? Cũng thỉnh thoảng thôi, năm khi về 2 lần. Anh có hỏi vợ anh, thí dụ anh cưới người khác về rồi bà xã anh có ghen không? Anh có hỏi câu đó Có hỏi, nếu mà bà là nếu mà bà ghen á thì bà đâu có kêu kiếm. vậy đó hả? Nhưng mà anh có chắc chắn là bà xã anh sẽ không ghen không? Chắc chắn 100% luôn. Tại vì giờ nói thì nó dễ vậy chứ mà thấy đụng thực tế nó không có giống. Không, tại vì hồi xưa ấy mà cũng đi đi về về Việt Nam đầu á, thường xuyên là bà không bao giờ bà ấy hết á. Là anh về Việt Nam mình đó hả? Mỗi lần anh về Việt Nam vậy là anh ở bên Việt Nam bao lâu? Ở 1 tháng hoặc là 2 tháng. Rồi bà xã không nói gì hết. Không nói gì hết. Bây giờ anh muốn cưới thêm một cô vợ nữa thì anh muốn cô đó là sẽ ở dưới ngay chỗ này hay là ở nhà trên phố? Ở nhà trung phố thì coi như nếu mà cổ đồng ý là coi như vấn đề mà đi làm này kia nọ đồ á với vật chất đồ á là cổ khỏi lo. Anh lo hết rồi phải không? Đây lo hết. Chỉ cần cho con đi học thôi, chăm sóc gia đình thôi hả? Con cổ cũng coi như con của em vậy thôi chứ không không có phân biệt. Em hỏi anh này cũng hơi hơi tò mò một xíu. Cái vườn rau của anh á là mỗi anh bán mỗi ngày là mỗi ngày thu hoạch khoảng bao nhiêu? Mỗi ngày thu hoạch gì đó là cũng khoảng được 6-7 ngàn. Khủng khiếp vậy đó hả? Rồi trả tiền thành nhân Tại công. tại vườn rau lớn mà. Rồi trả nhân công hết bao nhiêu? Tiền công thì trả 1 tháng gì đó là người 2 ngàn tháng. Mất Tại cái nào làm cực này. cũng việc nhàn đó, nhẹ, toàn là máy móc đồ làm không à. Làm mấy người đó người ta làm bao nhiêu tiếng đồng hồ một ngày? Làm 6 tiếng. 6 tiếng. Ừ, cũng ra Mà nhiều khi cũng không tới 6 tiếng đó, nhiều khi tới làm chừng 2-3 tiếng xong rồi họ cũng về à. Tại vì mình làm hệ thống ống tưới này kia nọ đồ là tự động hết đó. Thì người ta xuống người ta canh tưới này kia nọ, mở máy tưới thôi. Rồi vườn rau của anh là đi hết 50 tiểu bang không hay là bỏ ở đâu thôi? Đi cũng 6 tiểu bang. Đó là những tiểu bang nào? Đi quýt và chi nhà, đi về miền 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 lạnh á, miền Bắc á.
quýt quỳnh chi nhà, phân si bên nhà, rồi sao cô lây nè, nọt cô lây nè, đi cũng nhiều tứ ban lắm chị. Đó là mấy người ở trong chợ đó, người ta tới người ta ta mua người ta chở đi rồi. Anh chỉ là hái lên rồi anh cho người bó lại thôi, rồi cứ sắp ra rồi người ta tới sắp ra là người ta đến người ta chở thôi. Còn nếu mà mình chở đi á thì mình tính giá khác. Sáu thu hoạch, thu hoạch vậy thu thu hoạch vậy á là quá quá khủng luôn á, trồng rau cũng bán cũng ngon ha. Nhưng mà cực lắm không? Dạ hơi cực. Nhưng mà phải đầu tư mấy hệ thống cơ tưới rồi chắc cũng khá nhiều tiền ha. Dạ dạ đúng rồi. Sao mà tự nhiên anh nghĩ là anh bỏ Cali một chỗ, một tiểu bang mà rất là nhiều người Việt rất là vui lại đi về một nơi rất là buồn ở vậy? Tại vì á, bên tiểu bang Cali á, là nghề mà sàn gỗ giờ là cạnh tranh nhiều quá. Không có còn được như hồi xưa nữa. Mình thử ra mình kiếm ở khai thác đường nào, chỗ nào dễ sống mình đi thôi. Rồi ai chỉ cho anh làm công việc nhà này? Dạ người bạn. Bạn anh cũng làm việc này luôn hả? Dạ người bạn làm ở bên bên Cali á. Nhưng mà bạn chỉ công thức này kia nọ đầu á. Thì vô học cũng cả năm gì đó mới gần nghề mới đi qua bên đây. Anh ơi, bạn bè gia đình của anh có biết trường hợp vợ chồng của anh như thế này không? Dạ biết gần lắm. Vậy đó hả? Dạ. Họ cũng ủng hộ anh đi thêm bước nữa hả? Dạ. Anh bây giờ cái tựa đề của anh sẽ ghi là triệu phú làm farm ở Mỹ cần tìm người yêu tìm vợ được không? Nói đúng bình dân thôi chị ơi. Bình dân thôi hả? Dạ. Đâu cần phải tin tốt, mình không cần nổ và mình cũng không cần phải giấu giếm, mình nói sự thật thôi chứ thu hoạch gì mà nhiều tiền thế. Chuyện đó là chuyện bình thường thôi. Anh ở ngay thành phố lớn của Oklahoma không? Dạ cũng nếu mà ở nhà ở thì đi ngay chỗ thành phố lớn là cũng khoảng 20 phút mới tới. Dạ. Rồi hiện tại anh ở ở dưới rẫy. Dưới rẫy thì tới thành phố lớn là khoảng tiếng rưỡi. Rồi con của anh ở nhà, mấy con anh ở nhà rồi sao? Thì chờ tụi nó đi học đó thì mình mới đi sáng sớm đưa tụi nó đi xe bus này kia nọ. Rồi xong mình đi làm xong bắt đầu gần tới giờ về, tụi nhỏ về đó thì mình canh về trước nửa tiếng. Là bây giờ hiện tại là con anh đang đi học nên mới ở đây thôi. Dạ dạ. Oh my god. Là một năm anh như làm tháng 12 cho tới tháng 4 cho tới tháng 12 là làm được 8 tháng. Dạ đúng rồi. Nghỉ 4 tháng rồi cũng sướng rồi, đi du lịch đã luôn ha. Anh đã đi du lịch những đâu rồi? Dạ xưa giờ chỉ đi Việt Nam thôi chứ không có đi nước khác. Rồi có đi tiểu bang khác không? Dạ có. Hai vợ chồng lo làm quá như thế rồi có thời gian để đi du lịch dẫn con đi chơi đâu không? Dạ có chứ, năm thì bỏ ra chừng 2 tuần hoặc là 3 tuần tụi nhỏ nghỉ hè đó. Rồi chở nó đi chơi mỗi năm. Dạ. Hồi nãy anh khẳng định là vợ anh còn thương anh. Rồi anh cũng còn thương vợ anh nữa. Dạ. Rồi anh rước người nữa về, rồi anh có thương người ta không? Dạ thương đồng điệu. Thương đồng điệu á, anh có xua không? Dạ. Dạ xua, nếu mà hợp tính tình với nhau á, nhiều khi còn thương nhiều hơn nữa. Nó mới là rớp lòng, nó thương nhiều hơn nữa, mà kia sẽ ra ghen rồi sao? Dạ không có, bà không có ghen. Nếu mà bà ghen á, thì bà đâu có kêu kiếm đâu. Rồi bà xã anh hồi nãy anh nói là không có ăn chay, rồi cũng không có đi niệm Phật nữa, rồi anh nói tu kêu gì kỳ vậy? Bà tu chung trung tâm, nhưng mà mỗi buổi tối thì bà ngồi thiền khoảng chừng tiếng. Mỗi đêm. Vậy đó. Rồi hai người vợ chồng có ngủ chung không? Dạ không. Rồi mỗi lần mà anh muốn thì anh lại khiều vợ anh hả? Lại khiều thôi.
Có khi nào bị bả đẩy ra không? Dạ không. Tại vì lâu lâu mới được lần chứ đâu có thường xuyên đâu. Tại vì mình cũng tôn trọng bả, bả có cần tu á thì để cho bả tu vậy thôi. Dạ. Trời đất ơi. Oh my god. Anh nghĩ là trường hợp của anh là có hiếm có không? Dạ hiếm. Hiếm hả? Anh cũng nghĩ vậy đó hả? Dạ. Anh coi video của em được nhiều chưa? Dạ hồi đó giờ bận làm công chuyện không à, không có coi, nhưng mà bà xã coi thường. Dạ. Chắc bà xã anh coi chắc cũng cười lắm luôn đây. Ok anh có thể chào khán giả, em hy vọng là sẽ có người chấp nhận tình huống này. Anh có thể chào khán giả giùm em ha. Dạ, trước tiên cảm ơn chị và kính, xin kính chào gà cộng đồng mạng. Và được ngày vui vẻ, an lành và hạnh phúc. À, là anh nói là video này là bà xã anh kiếm người cho anh đó phải không? Dạ vâng. Ok, bà anh chúc anh ngày mới tốt lành nha. Em hy vọng là video này lên là không có bị bà xã anh ngắt nha. Dạ, đúng rồi. Ok, bà anh. Dạ, bà anh.